qua đằng kia luôn, để dưới á. Dướng dướng nhựa dướng như nhựa đường à, chưa chưa dướng mắt giỏng cuốn dưới cái bụng cuốn lên bụng tiếp con này là con thứ bao nhiêu hết nhớ rồi. Sáu ký chín. Năm ký bảy bảy mươi lăm ăn bốn rồi để đợi con này lên luôn ở xì tim hả sao rồi như bò vậy đó. Giọng như nước lửa rơi à. Không, con này bò, bò. Nó chạy kiểu này bò. Không bò gì kìa. Không con này thấy lên đầu mà. Lên đầu. Không? Lên đầu. Nhiều khi quýnh nho nó mắc giỏng sao. Đó, chụp có ai kìa. Dướng dướng chắc rồi. Ơi trắng bự á. Con này sai rồi. Sao? Xé tuốt dưới luôn. Sai. Sai, không con này sai. Xé con này chắc 13 14 rồi. Con dữ. Chắc là ít nhất phải 13. Thả giùm anh kia bé. Xe mép. Xe. Rồi, 5 ký 7, 7 năm đang dẫn đầu.
đèn sôi luôn nha. Ok, 3810. Rồi, cá ăn cơm dừa nha mấy anh. Cá ăn cơm dừa. Hay quá, nội ơi. Chưa tới lắm chứ đâu phải là không có được. Ngon ha, cá ăn cơm dừa. Đỡ phải tốn tiền mồi nhiều. 30.000 ký gạo. À. Ký gạo quýnh rẻ mà bền. Quy. Teo. Ơi. Anh em mà không. Cá mà lọt giữa là em tính 1 ký luôn á. Cũng phải chịu á. Đúng rồi anh hỏi. Không, con này 4 ký á. 4 ký mấy á, chứ không có ít đâu. Tên 5 ký không? Nặng không? Năm ký hai. 4 ký 7. Cá ăn cơm dừa nha mấy anh. Ta. Không phải. Cá ăn. Rồi, con thứ 10 nha mấy anh. Chuẩn. Con thứ 10 rồi, đủ cá rồi. Cá dừa dừa dễ câu chết luôn. Dạ. 5 ký 9, ok. Cá lên luôn kìa. Kia hình như cá chùa hay gì. Giống cá chùa à. Năm ký chín là cũng như là 20 ký cá tra rồi á. Sáu ơi, ok. Cá chùa quá trời lưỡi, quá trời. Ơi, có lưỡi em kìa. Rồi rồi. Có lưỡi em kìa anh hai. Ừ. có lưỡi mình kìa thấy. Rồi, một lon bà cụng. Một lon bà cụng. Rồi. Đó, nhò móc phá luôn á.
Sao? Thôi bên kia nói chuyện với vui, sao đâu? Đâu cũng vậy mà. Đâu cũng là khách hàng hết. Thật là dư rồi, con của con Cao là con thứ 12 rồi. Bò mà. Má ngồi cao này hay quá. Bào hái bữa giờ đủ má hại cắm luôn nè. Bò bỏ sao vậy? Để cho nó chạy đi, đủ má có cắm có cắt đâu. Gấp gì cứ từ từ bắt thôi. Bò cũng bự á. Bò này bự mà. Dắt thêm cái lưỡi như trên trán hay nữa hay gì. Không lấy cái gì mà dạ. Kéo nó lên cũng được rồi. Đấy, cái lần ở đây. Bò ơi là bò. Bò ơi là bò. Có. Ăn mà ăn bò lấy bò chụp. Tám cái ba. Bò 8 cái 3. Con 1 qua cờ qua đò. Đơn giản. Qua sức phải không? Thì qua sức. Một con 1 qua sức. Còn con 3 cái 9 là gì? Con này qua sức thôi chứ chưa qua ngày. Ngày cũng chưa hết mà. Đây tới tối còn bắt nữa. Bún nha anh em. Càng đúng như chó. Con thứ 9. Hợp lý. Mà sáng giờ mấy con rồi. Sáng giờ mà tính là con này con thứ 9. Sao 9 rồi? Sao không 9? Chim đậu. À, chim chà bá luôn. Trời ơi. Chim ăn bún. Ê, đừng phá giống nãy đồ mà há lại luôn. Cho làm gì vậy? Từ từ im mới gấp được. Gấp cái dây lưng á. Cao, gấp ở dưới không được đâu. Từ từ cá im mới gấp được.
Gấp gấp trên dây lưng á Cao, gấp ở bên hông không được đâu. Đi qua đây. Trời ơi cá chim. Mở lại đây. Ừ, cái gì bằng cái bụng của con Cao. Cần cái gì em thấy làm gì vậy cưng? Con này nhỏ hơn con em bữa. Nhỏ không? Nhỏ hơn. Rồi cái chim nè thầy. 1 2 3 Sao vô à? Xúc nó vô. Đúng rồi, xúc nó vô. Đúng chính xác. Hay quá anh đây ơi. Hay quá. Trời ơi đâu. Cái gì cũng bự hơn tí mà đụ mẹ chết rồi. Đúng rồi thôi chạy. Cầm hết kia luôn, cầm túm lên, túm lên. Ừ. Đụ. À. Chết từ nhỏ. Bún à. Bún thầy ơi. Bún. À. 7 kg 4. Chim 7 kg 4. Rồi. Cầm chụp cho tấm hình này đi. Đó, bự hơn nhỏ. Cá bằng nửa nửa tí. Rồi. Ghê thiệt. Hay quá đi ơi. Chứ thầy nghĩ sao à, em đã nói rồi nguyên ngày mà tra chim mà lên không đủ 10 con em hoàn tiền cần 100% mà. Thầy phải biết rồi. Chào em Vũ Linh nha. Nay bán được không em? Mưa. Còn thiếu chín rồi nha thầy.